anh vội bán đôi cánh chim quyền để đổi lấy đôi khóa ly biệt. Quá duyên mình khói kẽ lạ để người xin chào tất cả các bạn thân mến, mình là Xuân Đức và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Key Music. Và các bạn thân mến, ở video này, ngày hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2024 thì Xuân Đức sẽ lại lên một cái cây đàn cũng khá là quen thuộc cho tất cả mọi người rồi. Từ cái phân khúc là 1 cho đến 2 triệu mà các bạn có thể sở hữu được một cây đàn nhập khẩu và gỗ thịt nguyên tấm thì như trên tay Xuân Đức cầm đây là phiên bản con đàn Rosen G12 gỗ thịt nguyên tấm model năm 2024. Và như các bạn thấy ở đây thì là phiên bản năm 2024 của Rosen G12 thì sẽ có 3 màu nhé các bạn nhé. Như các bạn thấy là có màu xì viền sunburst hoàng hôn như thế này nhé, và màu vàng như thế này. Mặt tốp được làm bằng gỗ thịt nguyên tấm, eo lưng là gỗ mahogany các bạn nhé. Và cây đàn Rosen G12 này là có chốt ghim dây hai đầu, chốt để đeo dây đấy các bạn ạ. Lược ngựa của cây đàn là bằng Graptech các bạn nhé, và có sẵn miếng dán chống xước như thế này. Một cây đàn Rosen G12 chính hãng thì các bạn có thể nhìn thấy là ở trên đằng sau cần đàn ấy thì là sẽ có tem QR code của nhà máy này, và cái khóa của cây đàn sẽ có chữ Rosen như thế này nhé, khóa đúc inox, và sẽ có tem của cây đàn Rosen như thế này, hàng chính hãng nha các bạn. Bên Key Music thì luôn bảo hành trong vòng 3 năm, đổi mới trong vòng 7 ngày nếu có bất kỳ lỗi gì của nhà sản xuất. Trong cái phân khúc từ 1 cho đến 2 triệu mà để sở hữu một cái đàn ngoại mà gỗ thịt nguyên tấm thì Rosen G11, G12, G13 và G15 là một trong những cây đàn được bên Key Music bán số lượng rất là nhiều. Mọi người thì hay quen là bên Key Music bán cây đàn Rosen R135 bởi vì cây đàn đấy là cũng của thương hiệu Rosen mà giá rẻ, giá chỉ có hơn 1 triệu một chút thôi. Còn cây đàn Rosen G11, G12 hay G13 hay là G15 thì bên Key Music vẫn nhập khẩu và phân phối chính hãng, giá của nó như cây đàn Rosen G11 này là 1.790.000, cây đàn Rosen G12 là 1.890.000 và các bạn sẽ được tặng kèm combo full phụ kiện nhé. Hơn nữa là các bạn vẫn được bảo hành trong vòng 3 năm. Và rất nhiều anh em thì có hỏi Xuân Đức là cách phân biệt của Rosen G11 với G12 hay là G13 thì sẽ như thế nào. Gần như thì nếu như cùng một màu nhé thì các bạn cũng không phân biệt được rõ lắm, tại vì là gần như chúng nó hai cái mã G11 hay G12 hoặc là G13 thì không có quá nhiều những cái sự khác biệt. Như các bạn thấy là khi mà quay vào thùng đàn thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tem của Rosen G12 như thế này nhé, model G12. Và khi mà check xuống như thế này thì các bạn nhìn thấy cái logo của nó ở đằng bên trong này không? Đó, cái logo dập nổi. Mình phải tháo dây đàn đó thì mình mới có thể sờ được. Và bây giờ thì Xuân Đức sẽ test cái đàn Rosen G12 này phiên bản năm 2024 cho các bạn cùng nghe nhé. Hoàn toàn là mộc nhé. Mình đang quay bằng điện thoại, không có qua chỉnh sửa âm thanh. Các bạn nghe thử âm thanh tiểu cái đàn trước nhé. Tiếng vì nó là gỗ thịt nên nếu như các bạn chơi càng lâu thì cái tiếng nó sẽ càng hay hơn. Thì gỗ nó khô lại và cái tiếng nó sẽ càng vỡ tiếng, sẽ càng hay. Tần suất của nó cũng khá là đều nhau, không bị một dây một không bị chói quá. Nếu như đàn đàn Việt Nam mình ấy, thì hay bị cái nhược điểm là cái dây số 1 này, cái dây mí này hay bị chói, nhưng mà cái như con Rosen G11 này, G12 này, như con Rosen G12 này thì nó rất là trung tính, 6 dây đều rất là quyện nhau. Rồi mình thử quạt một đoạn nhé. Phiên bản năm 2024 này thì cũng không có nhiều sự khác biệt quá lớn so với những phiên bản của những năm ngoái. Và nó vẫn là một trong những cái cây đàn mà rất đáng mua trong cái tầm giá từ 1 cho đến 2 triệu các bạn ạ. Và
Và được cái là tất cả các cái dòng Rosen ấy, thì cái phím của nó, cái phím bấm này này rất là êm tay nhé các bạn nhé. Cái phím bấm này rất là nhẹ và rất là êm tay, rất là dễ bấm. Bởi vì những bạn mới tập thì sẽ bị dễ bị đau những cái đầu ngón tay này đúng không? Những cái cây đàn này thì cái phím nó không bị kiểu cao quá nên các bạn bấm. Tất nhiên trong thời gian khoảng tầm 1 tuần cho đến 10 ngày đầu các bạn tập thì các bạn tập liên tục thì nó sẽ vẫn bị đau hơn. Đàn nào cũng thế, các bạn tập đàn dây ni lông nó cũng vậy thôi. Tuy nhiên những cái cây đàn mà action nó thấp như thế này thì sẽ giúp cho các bạn là bấm dễ hơn và nó sẽ hạn chế tối đa cái phần cái việc đau tay của các bạn nhé. Bây giờ thử hát một đoạn nhé. Đây là capo ngăn số 2 và đánh la thứ thì sẽ là si thứ như thế này nhé. Đây mình thôi mình bỏ capo rồi mình đánh cho các bạn xem si thứ nhá. Thật ghét cái chốn đông người, vừa vào ta hai đứa xưng đôi, giờ vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi. Anh vội bán đôi cánh chim quyền để đổi lấy đôi khóa ly biệt, khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người vừa nghe xong âm thanh của cái đàn guitar Rosen G12 và sản phẩm này thì là gỗ thịt nguyên tấm và các bạn được bảo hành trong vòng 3 năm, đổi mới trong vòng 7 ngày nếu có bất kỳ lỗi gì của nhà sản xuất. Và bên Key Music thì vẫn ship tận nơi cho tất cả anh em khách hàng ở tất cả mọi miền trên Tổ quốc. Các bạn mua cái đàn guitar Rosen G12 này thì các bạn mua một sẽ được tặng kèm 6 món phụ kiện. Đầu tiên là một cái bao da này, thứ hai là một chiếc kẹp capo, thứ ba là một lục chỉnh công cần, thứ tư là một pick gậy, thứ năm là một miếng dán chống xước và thứ sáu là một quyển giáo trình guitar đệm hát dành cho người mới học chơi. Và cái bộ giáo trình này thì nếu các bạn mua lẻ nó sẽ lên tới khoảng tầm hơn 200.000. Nếu mà các bạn mua kèm đàn thì giá của cả cây đàn lẫn tất cả phụ kiện chỉ có 1.790.000 dành cho đàn guitar Rosen G11, còn 1.890.000 dành cho cây đàn guitar Rosen G12 và G13, 1.990.000 thì dành cho cây đàn guitar Rosen G15. Và bên Key Music thì luôn cam kết là phân phối các cái mã đàn guitar chính hãng, nhận hàng, kiểm tra, ưng ý rồi mới phải thanh toán. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chúc các bạn tập guitar thật tốt. Xin cảm ơn.